Thời tiết hôm nay kiểu gì ấy nhở? Rõ ràng là vừa ấy mưa xong. Trời nhiều mây, không có nắng to mà mình vẫn thấy nóng thế nhở? Toát hết cả mồ hôi, ướt hết cả quần áo rồi đây này. Đấy là tại bạn mặc nhiều quần áo dày quá đấy bạn. Mùa hè rồi là phải mặc quần đùi áo cộc hoặc là cởi chân cởi chuồng ra, chứ ai như bạn mặc bộ quần áo dài tới chân, từ chân dài tới lách, từ lách dài tới tay, thế thì chả nóng. À, tao biết rồi, tao biết vì sao mà tao nóng rồi. Chính là bọn mày là Skibidi quạt thổi hơi nóng. Cút đi ngay trước khi tao bực tức lên. À, thằng kia mày cậy mày khổng lồ, mày khá lắm. Bọn tao lại thổi cho một cái là chạy hết quần áo bây giờ. Mấy cái thằng ôn con, mắt mũi chưa sạch lại đòi đi slow mới đại ca à? Có giỏi thì vô đây, ta chấp cho bọn mày mỗi thằng một chiêu oánh trước. Lại thì khinh thường này. Hơi quạt hay là hơi titanium của tao mạnh hơn? Nào cút đi, nóng này, nóng này. Lại thì ngu này, oai này, cho mày này, đập một cái luôn. Nào, còn thằng nào thì ra đây lửa nhanh lên. Bọn này nó láo nháo thật. Thấp bé nhẹ cân con yếu thế lại đòi ra đây gạo quánh nhau, làm mình ướt hết cả quần áo. Bây giờ tiêu diệt được bọn nó xong thì mình cũng cảm thấy mát mẻ rồi. Ê cu, đừng có mừng vội, còn đại ca nữa đây này. Định chạy đi đâu mà nhanh thế cu? Mày im cái mồm đi, tao vẫn đứng ở đây từ lấy đến giờ, có chạy đi đâu đâu. À, thì ra là tên Skibidi bot G-man lân cấp à? À, sao mày lại nâng cấp lùi thế? Vừa hôm lọ là tao thấy mày nâng cấp cái bồn cầu sắt, tất cả bằng sắt, bắn ra cái tia laser. Sao hôm nay đã cái bồn cầu bằng sứ rồi? Bồn cầu bằng sứ chắc là tao nhắm một cái thôi là mày bẹp dí rồi. Chưa oánh nhau, chưa biết ai thắng đâu, nên là mày đừng có khinh nha. Mồm vừa mới bảo là đừng có khinh nhau xong, thế là khinh tao ngay được, láo xược. Khinh cái gì mà khinh, tiếp chiêu. Nào, vào đây em ơi, vào đây. Lại còn nhảy xuống cái bể bơi đây làm cái gì đây? Nhảy lên em ơi, nhảy lên. Mày có biết bơi đâu mà mày nhảy xuống đây làm cái gì? Thôi, mày mà không lên thì anh sẽ lội xuống vậy. Ơi, chơi oánh nhau cái kiểu này thì oánh làm cái gì? Oánh cứ chạy lùi lùi. Này thì chạy đi đâu? Chạy đi đâu nữa? Đừng có khinh nha. Mấy cái camera của anh là chống nước đó, không bao giờ có thể ngâm nước được đâu. Cái thằng này bố lão thật, nó định sử dụng cái chiêu này thấm nước vào camera của mình để cho hỏng hết bộ phận camera với cả máy móc của mình. Tuổi gì, người ta làm ra là người ta cũng đã chế tạo ra rồi, khả năng chống nước tuyệt đối, không bao giờ bị hỏng. Đó chính là cái lý do mà suốt ngày bọn bồn cầu Skibidi thua những anh cameraman đó. Chính là bọn nó rất là ngu học, rất là rớt mà không chịu học hỏi. Được cái oánh nhau suốt ngày thua nhưng mà nói rất là oai luôn. Người ta đã nâng cấp ra camera rồi thì tất nhiên phải chống nước chứ. Chỉ cái con bồn cầu G-man kia là nó không chống được nước thôi. Chơi rất là bẩn, lặn xuống dưới đáy để oánh nhau. Làm sao mà oánh được anh camera nâng cấp level max này? À, anh này là đã được sửa lỗi nha. Cái anh hôm nọ là bị hỏng một cái búa. Đây này, chính là cái anh mà giơ cái nút like. Đó, thả là bay đi tận đâu. Anh đùa em à? Trời ơi, anh ta để đi oánh nhau thì anh đi tận đâu thì bây giờ ai lấy như oánh nhau? Đời, còn đại ca, thích thì vào đây oánh nhau. À, lại là bọn toilet Skibidi thế hệ mới à? Nhưng mà thế hệ mới kiểu gì mà nhìn bọn mày cùi vậy trời? Tụi mày không có súng thì làm sao mà bắn được tao? Trong khi cái phe của bọn mày có súng xinh nhất thì vừa bị tao đập tan nát rồi còn đâu. Thôi, khôn hồn thì chúng mày cút đi, tao còn tha cho một mạng. Hai, tao biết ngay là mày sẽ không nhận ra tụi tao mà. Tụi tao không cần sống, nhưng mà sức mạnh của tụi tao là rất là mạnh luôn nha. Đây này, mày có nhìn thấy đây là cái gì không? Chắc là không biết đúng không? Đây chính là con dao. Và con dao bên phải, bọn tao sẽ dùng cái con dao này để chặt mày ra thành 100 mảnh luôn. Sau khi đã chặt mày ra thành 100 mảnh rồi thì tao sẽ lấy 100 mảnh của mày chín để cho tất cả Skibidi của bọn tao ăn. Nếu mà bọn Skibidi mà không ăn thì tao sẽ bắn tung sắc của mày. Ôi rồi, ôi, bọn này chơi bình thế, chơi cái số lượng đông như thế này. mà lại toàn là Skibidi thế hệ mới luôn. Giết là có ông này chuyển từ 4 cầu sắt xuống cái 4 cầu sớ. Đây rồi. Một trận chiến rất là đẳng cấp luôn. Tới gần. Wow. Anh cameraman lân cơm chỉ cần thổi ra mấy cái tia titan thôi là bọn này không làm gì được. Wow. Một cái đập. Trời ơi, quá là vip luôn, quá là hâm mộ luôn. Đập đi. Thấy chưa? Đập một cái rồi. Wow. Cái tên ở ngoài này đập đúng một cái giết là nó ngáo bên đâu nữa. Đây, còn hai cái tên này. Giời ơi. Lướt là cái tên German này. Tên này rất là khôn luôn. Nó cứ chạy này. Nhưng mà ở đây là không có đường cho nó thoát đâu. À, Thắng biết rồi các bạn ơi. Cái quả tên lửa cái mà giúp nó bay lên trời thì bị hỏng rồi, nên là nó không thể bay được lên trời, nó chỉ có thể di chuyển chạy lùi mà thôi. Kinh quá, đạn của nó bắn mạnh đến lỗi là anh cameraman này không thể tới gần được, và anh ấy đã đập một phát loạt chết rồi. Gì chứ, Thắng sẽ chấm cho cái anh camera titan nâng cấp max này 1000 điểm luôn. Thôi, cô ơi, cô im mồm lại cho anh nhờ. Anh vừa mới nhận được thông tin là anh tới đây luôn. Nghe nói là cái thằng cameraman titan nâng cấp này nó mạnh lắm, nên là anh phải lấy hết tốc độ, lạp hết axit vào trong người, đến đây thật nhanh quánh cho nó. Biết thế nào là bồn cầu Skibidi mạnh nhất thế giới. Cái gì đây vậy trời? Tại sao nó xuất hiện một cái bộ xương khô thế này? Cái tự bồn cầu Skibidi bây giờ bọn nó chán làm cái khuôn mặt của con người rồi à, mà bọn nó lại chuyển sang cái đầu lâu này. Hay là bây giờ không còn ai sợ bồn cầu Skibidi nữa nên là bọn nó phải biến dạng. Định làm đầu lâu xương sọ với đại ca. Ra đây đại ca đập cho một phát là vỡ hết cả sọ ngay. Đâu thằng cu kia đứng gần lại đây để anh đo xem nào. Chú còn kém lắm. Đã mất công chế tạo thì chú bảo bọn Skibidi chế tạo ra chú cao thêm hơn anh đi. Chứ thấp hơn anh này, anh đập một cái là lát sọ. Thôi, mày đã gặp tao bao giờ chưa mà đòi quánh lát sọ tao. Tao sẽ phun ra những cái chất axit dịch nhầy để làm hỏng cái đôi chân của mày. Mày phun ra định làm hỏng đôi chân của tao á thì tao sẽ bay lên trời. Lêu mày không biết bay. Tao không biết bay nhưng mà tao có thể phun axit được lên trời. Ok. Quả này là anh cameraman titan lên cấp max level gặp phải đối thủ rồi. Thắng nhìn cái tên này có vẻ nó rất là mạnh luôn đấy. Xứng đáng là đại ca cầm đầu tụi Skibidi. Cái con Skibidi này nó mang theo 3 cái thùng tôn và có cái ký hiệu này chính là ký hiệu axit rất là bẩn, rất là độc. Chỉ cần chạm tay vào đấy thôi là các bạn sẽ mất luôn cả bàn tay. Mấy cái tên bồn cầu dùng xăng không quánh được, bây giờ đổi sang dùng axit rồi. À, Thắng biết vì sao tụi nó bị biến thành cái đầu lâu xương sọ này rồi, là bởi vì bị anh cameraman kia đập vào đầu nhiều quá. Thế nên là giờ chỉ còn xương mà thôi. Nó còn chế mấy cái tấm tôn, tấm sắt này thành mũ bảo hiểm vòng quanh đầu đây này. Lêu đồ hàng đi. Mày đã bị bao vây cái thằng cameraman cầm búa kia. Có giỏi thì hạ búa xuống nhanh lên, không là bọn tao phun hết axit vào chân của mày bây giờ. Ai à, cái bọn danh con này. Một không ăn được tao nên gọi đến đây đông ghê nhở. Thôi chấp tụi mày luôn. Bây giờ là các bạn ấy oánh nhau rồi. Vâng, anh ấy đã phun ra cái tia titanium. Một đập này, hai đập này. Bọn kia ở đằng sau rất là mất dạy luôn. Anh ấy chỉ oánh được một thôi, còn bọn đằng sau là anh ấy phải chống lại. Được rồi, một tên đã bị ngáo rồi. Bây giờ quay trở lại đập luôn nè. Bọn này nhả rất là nhiều axit luôn. Cố lên anh ơi, cố lên. Tại sao anh không bay lên trời? Sao bọn anh dầm một cái cho bọn nó ngáo hết luôn. Được rồi, thêm tên thứ hai, tên thứ ba. Hình như là chỉ còn tên cuối cùng này, nhưng mà cũng bị anh thổi ra cái titanium, thế là lo ngáo rồi. Ui dồi ôi, không làm gì được nhau luôn. Bye bye. Thế là tụi nó đã ngáo hết rồi. Bực mình quá đi. Cái tên cameraman kia, mày tiêu diệt tụi tao hơi bị nhiều rồi đấy. Tao sẽ trả thù cho tất cả các bạn của tao. Cái thằng tí hon kia, mày cút đi ngay. Mày tưởng mày tí hon mà tao không dám oánh mày à? Mày đứng đấy, tiếp chiêu. Dừng lại. Tao tới đây không phải là oánh nhau với mày. Thế mày tới đây không phải là oánh nhau với tao thì mày tới đây bán khẩu trang à? Tao nhìn thấy ở trên tay của mày có 2 cái khẩu trang kia kìa, lại còn màu hồng nữa chứ. Tao không phải tới đây để bán khẩu trang biết chưa. Tao là Skibidi tình báo, ok. Tao mang theo đội quân tới đây để đấu nhau với mày. Mày nhìn sang bên tay trái của tao đi. Đâu, tao làm gì thấy ai. À, tao thấy rồi đấy. Uầy, khiếp mấy bạn ơi, bọn này nó nâng cấp nhanh nhở. Vừa lúc nãy là làm cái tâm sắt thành mũ hiểm rất là cùi, rất là đẻo luôn. Thế mà bây giờ bọn nó đã chế tạo ra một quả mũ bảo hiểm nhìn chắc lịch xịn sò. Nhưng mà bây giờ cái cổ của bọn nó chỉ là một cái khúc ruột lôi. Có thể gọi bọn này là ma lòi ruột. Đúng là phải nói ngày hôm nay Thắng toàn được xem những cái trận chiến đẳng cấp pro của những con quái vật đẳng cấp bên Skibidi và Cameraman. Lần này chắc chắn cũng không phải nói nhiều, bởi vì là bên anh Cameraman sẽ giành chiến thắng rồi. Anh ấy rất là mạnh, rất là khỏe luôn. Hình như là anh đấy. À, Thắng cứ tưởng là anh đấy hết cái tia titanium âm cơ, hóa ra là vẫn còn. Uầy, uầy, bọn này sẽ phun ra rất là nhiều axit luôn nè, nhiều gấp đôi gấp ba luôn. Nhưng mà anh ấy không sao, chân của anh ấy cũng không làm sao luôn. Và phun càng nhiều thì anh ấy đập càng mạnh nữa nha. Còn bao nhiêu tên ở đây? Rất là nhiều tên đã nghẽo rồi. Mà không phải đâu các bạn ơi, Thắng chưa thấy cái tên nào nghẽo cả. Bọn nó máu rất là trâu luôn nha. Anh ấy đập từ lên giờ. Cố lên anh ơi, anh bay lên trời, anh đập một cái dùm nó đi. Trời ơi, vẫn chưa có tên nào làm sao cả. Bọn nó vẫn cứ phun rất là nhiệt tình chất axit. Đập mạnh lên, đập mạnh lên, đập mạnh lên, đập mạnh nữa lên. Hay quá, yeah. Còn một tên cuối cùng. Nào, nào, nào. Chạy lên đây, đúng rồi anh ơi, chạy lên, chạy lên. Hay lắm, hay lắm. Còn một tên cuối cùng thôi mà anh đấy. Trời ơi, nhưng mà không sao, bởi vì là anh Cameraman nâng cấp đó tiêu diệt được rất là nhiều Skibidi. Thua thì cũng công bằng mà thôi, tại vì là bên nó số lượng rất là đông. Mà các bạn có biết đây là ai không? Đó, đây chính là anh TV Man. Nhưng mà anh ấy rất khác biệt là một tay của anh đây là cầm rau nhé các bạn ơi. Thêm anh nữa, thêm anh nữa. Tại vì là con kia nó rất là to, Thắng sẽ triệu hồi ra rất là nhiều để chơi cho nó công bằng. Và bây giờ là các bạn quánh nhau đây. Nào, xông vô. Nhanh lên, nhanh lên. Ui, mấy anh này cứ bị mắc kẹt này, tại là vì mình thả mấy cái anh này nó gần nhau quá. Uầy, trời ơi, hay lắm, hay lắm. Mấy anh đang thôi miên rồi. Rồi, ok. Lên đi, lên, 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 lên đi. Cầm dao. Lên đi mấy anh ơi. Nhanh lên. Uầy, uầy. Nó thổi ra axit, không biết là mấy cái anh TV này có sống không. Ôi giời ơi. Ôi rồi ôi, thôi đến cái thứ ba là không còn một ai luôn. Bây giờ là đợi bên anh Cameraman và nhà nâng cấp tiếp nha. Đợt sau là sẽ đấu với cái con đầu lâu xương sọ này.